dịch SEA Games nội dung đi bộ. 2 năm liên tiếp giành huy chương tại giải vô địch châu Á. Vận động viên đi bộ đầu tiên của Việt Nam góp mặt tại đấu trường danh giá Olympic. Đó chính là Nguyễn Thị Thanh Phúc, nữ hoàng đi bộ của Điền Kinh nước nhà. Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Ký ức thể thao. Lần đầu tiên bước ra đấu trường SEA Games năm 2011, Thanh Phúc đã ngay lập tức giúp cho Điền Kinh Việt Nam có được tấm huy chương vàng nội dung đi bộ, để rồi liên tiếp lên ngôi cao nhất tại hai kỳ đại hội thể thao tiếp theo. Lần đầu tiên bước ra giải vô địch châu Á, Thanh Phúc cũng ngay lập tức có được tấm huy chương đồng và chỉ sau đó một năm thôi đổi màu tấm huy chương với ngôi vị là Á quân. Cùng với đó là vô số những kỷ lục được thiết lập tại những giải đấu trong nước. Thế nhưng trong muôn vàn những cột mốc lấp lánh và vinh quang trong sự nghiệp, danh xuất chính thức tới Olympic London năm 2012 có lẽ là cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của vận động viên tài năng này. Lúc này thì cuộc thi đi bộ 20 km của nữ cũng đã bắt đầu. Ở cuộc thi này thì chúng ta sẽ có một vận động viên tham dự, đó là Nguyễn Thị Thanh Phúc với số đeo là 3359. Nguyễn Thị Thanh Phúc sẽ là vận động viên cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam tham gia tranh tài tại Olympic London 2012. Với vận động viên Nguyễn Thị Thanh Phúc của Việt Nam thì tham dự cuộc thi này sẽ là một cơ hội để cho cô học hỏi được rất nhiều điều từ phía đối thủ mạnh của mình. Thanh Phúc mặc dù là chưa chạm được cái tấm huy chương nhưng mà chỉ tiêu được vượt lên chính mình. Còn lần đầu tiên cô lại thi đấu buổi chiều, tâm lý rất là sợ nên cái bài tập vừa đi bài tập buổi chiều và vừa đi bài tập buổi sáng, cái cách khối lượng và cũng như cái lượng vận động cũng được tăng lên và được ổn định trong các công tác tập luyện. Nhưng mà tất cả điều đó thì bằng sự quyết tâm và sự nỗ lực của Phúc, thì Phúc nghĩ có nếu như bản thân mình không chạm được một cái tấm huy chương thì cũng phải đặt ra cho mình một cái chỉ tiêu, đặc biệt là vượt lên chính mình. Đó là những chia sẻ của Thanh Phúc với một kỳ Olympic đáng nhớ trong lần đầu tiên bước ra đấu trường danh giá nhất hành tinh. Gần 10 năm sau, cảm xúc này dường như vẫn còn nguyên vẹn với Thanh Phúc. Mình được đặt chân đấy, đó là một cái điều tuyệt vời. Và Thanh Phúc vẫn nhớ rằng là cái ngày hôm đó thi đấu đó, thì bản thân Thanh Phúc chưa biết được cái đoạn đường, cái lộ trình nó như thế nào. Và khi mà đứng vào xuất phát đó, thì Thanh Phúc nghĩ rằng Thanh Phúc thấy rất là nhiều những vận động viên ai cũng cao lớn cả, còn bản thân mình thì rất là nhỏ bé. Bản thân Thanh Phúc nghĩ là bây giờ chừng mình đã thua thì cái đó thì mình sẽ làm như thế nào, mình có để dám, mình có làm, mình có quyết tâm mình đấu cái cuộc đó, mình có để lại một cái dấu ấn gì nó mới là quan trọng. Đến được cái tầm thế giới rồi không còn gì để mất nữa cả, nên bản thân Thanh Phúc cảm giác là mình chiến đấu hết mình và mình chơi hết mình và mình sống hết mình trong cái ngày mà Thanh Phúc thi đấu và thể hiện bất chấp thời tiết cũng giống như lộ trình. Ngày đó là Thanh Phúc là người vận động viên cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam mình thi đấu, thì mọi ánh mắt và mọi trái tim của con người Việt Nam mình đều hướng về Thanh Phúc cả, ai cũng dồn những cái ánh mắt, dồn tất cả những cái hy vọng. Chính cái buổi chiều hôm đó là Thanh Phúc lập kỷ lục cho đến bây giờ thì bản thân mình vẫn chưa đi được cái thành tích 1:33:36 trong cái lộ trình 20 km. Thanh Phúc nghĩ rằng đó là một cái dấu ấn và một cái thành tích để đời và một cái kỷ niệm, cũng như là một điều tuyệt vời cho sự nghiệp bản thân của Thanh Phúc. Với mỗi vận động viên, được tham dự Olympic là một giấc mơ trở thành hiện thực. Với Thanh Phúc, cột mốc này còn ý nghĩa hơn gấp bội phần khi mà cô trở thành vận động viên đầu tiên đưa đi bộ Việt Nam góp mặt tại một kỳ thế vận hội. Biết bao những bỡ ngỡ, biết bao những khó khăn như chia sẻ của cô khi một lần được nhìn lại hành trình kỳ diệu của mình. Vậy nhưng sau tất cả, Thanh Phúc đã tự nhủ phải vượt qua chính bản thân mình để từ đó phá kỷ lục quốc gia tồn tại cho tới tận bây giờ. Xin được mượn những chia sẻ, mong ước của Thanh Phúc để thay cho lời chào kết của chương trình ngày hôm nay, rằng khi dám ước mơ, hết mình theo đuổi đam mê, thì khi đó, thành công sẽ theo đuổi bạn. Thanh Phúc được cái sự hỗ trợ của gia đình, nhà chồng cũng giống như là gia đình nhà mình, nhà ngoại, và được sự hỗ trợ từ chồng, giống như là tất cả mọi người đều ủng hộ cái niềm đam mê của Thanh Phúc, bởi vì Thanh Phúc nghĩ rằng là khi mình còn đam mê, tuổi trẻ mình còn đam mê thì mình nên sống hết mình nên sống nhiều hết, mình nên làm những cái gì ý nghĩa cho đời. Sau này lui về thì Thanh Phúc cũng sẽ đào tạo trẻ và cũng sẽ làm phụ giúp bộ môn, cũng giống như là thành phố Đà Nẵng đào tạo ra được những cái vận động viên mà thay thế Thanh Phúc làm được cái điều đó.